Các bạn đang nghe đĩa MD của dàn Aiwa H33MD, dàn Aiwa XR H33MD. Dàn Aiwa này là dàn xây chung với các bạn với các thớt. Đây là một cục chính liền với nhau và màu bạc phối với một màu xám ghi, trông còn rất là mới. Dàn H33MD này có 3 đĩa CD. Ở đây, 3 đĩa CD, một đĩa MD và cổng AUX 3.5 kết nối điện thoại máy tính, và đặc biệt là cổng D-in này, cổng quang, cổng optical trực tiếp, nhận trực tiếp nha các bạn. Không cần đĩa mồi, các bạn có thể kết nối Smart TV, FPT Box, Android Box, v.v. Với thiết kế học 3 đĩa ở phía trên này rất là đẹp mắt. Đây, 3 đĩa nó đảo nha các bạn, đảo chiều này. Các bạn có thể đặt 3 đĩa vào và ở phía trên cái phần học đĩa này, các bạn có thể thấy đĩa nó xoay rất là đẹp. Đây nè, có đèn chớp luôn. Đó, chẳng hạn chúng ta chọn 1, 2, 3, bấm lúc nào play lúc đó. Còn đây là học MD, cũng có đèn led ở bên trong. Dàn này được thiết kế rất là chi tiết, cùng các chức năng nghe nhạc của nó nè. Equalizer cài đặt sẵn, rock, pop, classic. Chế độ rock này các bạn có thể thấy. Này là cân bằng nè, bấm vào rock. Đây rock. Nó dạng giống như low net, tăng và bass, bass và treble lên. Còn pop, đây, chế độ này là tăng cái phần mid lên. Còn classic là tăng một ít. Này, giống như là tăng một ít bass và một ít treble lên. Còn chế độ T bass này gồm có 3 nấc Super Bass đó các bạn, một nấc, hai nấc, ba nấc. Chúng ta kết hợp cái chế độ này và chế độ T Bass chung được nha. Ok, hồi nãy mình đã thử đĩa MIDI rồi, và tiếp theo thử đĩa CD nhé. Đó, chúng ta thử, tại vì tắt đèn đi các bạn thấy. Đây, cái dàn đèn led nè, buổi tối nó sẽ chớp đèn rất là đẹp, và đây cũng vậy. Chút nữa mình sẽ cho các bạn kích thước chi tiết của cái dàn máy này nhé. Và đây là loa 3 đường tiến bass 16 cm, lưới loa đầy đủ với hai cái lỗ thông hơi phía trước rất là lớn. Đây còn nhiều điểm có bụi mà mình chưa có vệ sinh hết. Bass 16 cm, gân vải, màng này màng nhôm nha các bạn, màng nhôm. Các bạn thiết kế màng nhôm chứ không phải bằng nhựa, cũng không phải bằng giấy. Thiết kế màng nhôm. Và phần mid này 5 cm, giấy dầu. Phần siêu trép 2 cm bằng hợp kim. Hai lỗ thông hơi đây, cho cái tiếng bass rất là lực. Bây giờ chúng ta test qua CD nhé. Số 1. Play CD. Bấm nút play đây. Đó, để quay nè các bạn. À đi à. Volume lên. Nhạc này nhạc pop nên chúng ta tăng bass lên, một nấc, hai nấc, ba nấc luôn. Lady Gaga. Nghe rất là đã.
Dàn máy thì 75W. Dàn máy 75W Made in Japan. Loa thì được gia công ở Trung Quốc. Rất là rõ ràng các bạn. Dàn máy là Made in Japan nha. 75W điện 100V, hàng nội địa Nhật. Đây là cổng quang optical trực tiếp nè. Đây là cổng AUX 3.5 cho nối điện thoại máy tính. Còn đây là đường ra loa, khá là đơn giản. Các bạn có thể nghe tốt phòng dưới 25m2 nhé các bạn. Bass rất là đầy. Cũng xin giới thiệu cho các bạn biết là dòng Aiwa là một cái thương hiệu con của Sony, được Sony mua lại năm 2000. Các bạn có thể tham khảo thêm cái thông tin này ở trên trang cái trang web của Nhật. Dòng Aiwa là của là một thương hiệu con của Sony nha, tại thị trường Nhật. Và bây giờ mình cho các bạn so sánh cái kích thước của nó. Chiều cao 34 cm, chiều cao 34 cm, bề ngang là 74 cm, 74 cm bề ngang, 34 74, chiều sâu của máy là 36 cm, chiều sâu của loa đun lưới là 25 cm. Chiều cao 34, chiều sâu loa là 25, bề ngang tổng là 74. Các bạn cứ nhớ như vậy. Ngoại hình màu bạc rất là đẹp. Lưới loa còn đầy đủ. Bây giờ chúng ta chuyển qua cổng đây nghe CD rồi. Chúng ta chuyển cổng AUX. AUX. AUX này đi. Đây, AUX là cổng 3.5, còn D in là digital in. Đây, mình sẽ mở máy tính lên cho các bạn nghe nha. Vũ Khanh. Tiễn đưa của Vũ Khanh. Tạm ngưng bài test của Vũ Khanh. Các bạn có thể tham khảo cái hàng nội địa Nhật Vũ của mình ở trên kênh YouTube. Click vào mỗi video và ở bên dưới video có đầy đủ thông tin chi tiết
của một cái dàn máy, một cái bộ loa, vân vân. Thông tin chi tiết kỹ thuật của nó cũng như là giá thành và cả cái hình thức thanh toán, vận chuyển, vân vân. Và các bạn cũng có thể xem trên Hàng Rời Nhật Vũ của kênh Facebook của mình, qua Hàng Rời Nhật Vũ cũng như là số điện thoại của mình hoặc là Zalo, vân vân. Rồi tiếp tục bài test hôm nay nhé. Một bài nhạc mạnh đi. Bass rất là đầy, rất là lực, và chép cũng rất là sáng. Bass xuống rất là sâu. Bài nhạc rất là đầy, tiếng bass sâu cũng như là tiếng mid treble rất là rõ ràng. Và bây giờ mình mượn cái đầu CD này để xuất cổng quang và ra nha các bạn. Mình cần cổng quang của dàn máy này để chuyển qua cổng quang của cái dàn Aiwa H33 này. Đây, cổng quang, tín hiệu cổng quang đã nhận rồi nha. Thay vì chúng ta kết nối qua đầu CD hoặc là đầu TV, FPT box cũng được. Đây, rồi chuyển cổng thôi, trên này rất là tiện. Nó xuất ra này. Hôm nay chúng ta test dàn Aiwa H33MD 75W với ngoại hình còn rất là đẹp, loa 3 đường tiếng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hãy like video này nếu thích nhé.